ra hôm nay là một ngày đại bại đối với Linh về hóa trang và sắc đẹp. Hồi sáng nay lúc mà Linh đi chụp hình cho một tờ báo thì Linh trang điểm và bị dị ứng keo dán lông mi, xong rồi mắt nó sưng, bây giờ may may mà nó đỡ. Còn bây giờ vừa mới hát được hai bài bông tai nó mất tiêu. Không biết trong số những quý vị ở đây thì có ai mở màn một năm nghe nhạc của mình bằng bức thư tình, bức tình thương chưa gửi không? Chứ còn, dạ, có một người rồi. Chứ còn Linh thì đối với Linh là đây là cái show lớn đầu tiên mà sẽ mở màn cho Linh trong cái năm 2012 này. Và với những cái gì vừa qua, bên cạnh những cái chuyện không hay cho lắm, nhưng mà bên cạnh đó thì sự nghiệp của Linh cũng đã có những cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và Linh hy vọng là mặc dù là với một chiều cao khá là ấn tượng, tức là chiều cao khoảng cách của mình từ đầu lên trời cũng khá là ok á, thì hy vọng trong năm nhâm thìn này Linh sẽ bay thật là cao, thật là xa với sự nghiệp của mình. Ước mơ một quý vị, và sau đây xin mời quý vị quay với ca khúc Giấc mơ tôi. Trời cao, tìm một ánh sao dẫn lối đèn tôi.
bước chân nhẹ đi cùng.